Các bạn thân mến, sức khỏe của các bạn như thế nào rồi? Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một phương pháp hoàn toàn tự nhiên giúp bạn loại bỏ chứng đau lưng, đau mỏi vai gáy, sưng đau khớp, mất ngủ hay đau đầu. Đây là một phương pháp mạnh mẽ giúp bạn chữa lành chứng viêm, sưng đau khớp, sụn. Không những vậy, đây còn là một phương pháp giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, tim khỏe mạnh, huyết áp ổn định và ngăn ngừa ung thư. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối và như mọi khi có rất nhiều chia sẻ hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là đậu đen. Thành phần các chất trong đậu đen có nhiều như là chất đạm và chất xơ. Các khoáng chất như là sắt, phốt pho, canxi, magie, mangan, đồng, kẽm có trong đậu đen đều góp phần xây dựng và duy trì xây dựng cấu trúc và sức mạnh của xương. Canxi và phốt pho thuộc nhóm các chất khoáng có vai trò rất quan trọng trong cấu trúc của xương, trong khi sắt và kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh cũng như độ đàn hồi của xương và khớp. Bạn biết không, trong đậu đen có chứa hàm lượng vitamin rất cần thiết cho cơ thể như vitamin B1, vitamin B3, vitamin B9, vitamin K. Đậu đen cũng cung cấp nhiều các chất dinh dưỡng thực vật như saponin, anthocyanin, kaempferol, quercetin. Tất cả những thành phần hợp chất này đều có khả năng thực hiện đặc tính chống oxy hóa. Không những có tác dụng hữu ích với xương, khớp mà đậu đen còn có tác dụng trong việc quản lý bệnh tiểu đường, giảm huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, ngăn ngừa ung thư, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm cân. Với công thức này, các bạn sẽ cần sử dụng 30g đậu đen. Và đây là toàn bộ phần đậu đen mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là vừng đen hay mè đen. Vừng có chứa các khoáng chất vi lượng rất dồi dào và rất cần thiết cho sức khỏe của xương khớp và răng như là canxi, phốt pho, kẽm, mangan, sắt, magie và đồng. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, chính là các phân tử có thể gây tổn hại đến các tế bào trong cơ thể. Và các gốc tự do này được cho là góp phần gây ra lão hóa, xương khớp, bệnh tim và một số bệnh ung thư. Bạn sẽ cần sử dụng 20g mè đen cho công thức này. Mè đen còn cung cấp một nguồn chất béo rất lành mạnh, protein, vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B9, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi khác, giúp làm giảm lượng đường ở trong máu, chống lại các cơn đau do viêm khớp, giảm cholesterol. Và đây là toàn bộ phần mè đen mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo các bạn sẽ cần chuẩn bị đó là đậu phộng hay còn gọi là lạc. Đậu phộng rất giàu các chất đạm, chất béo và chất xơ. Hầu hết các chất béo trong đậu phộng đều là chất béo tốt. Những loại chất béo này thực sự giúp giảm mức cholesterol của bạn. Đậu phộng cũng thuộc nguồn tuyệt vời của magie, folate, vitamin E, đồng, arginine. Những dưỡng chất này giúp cho bạn có xương chắc, khỏe. Bạn sẽ cần sử dụng 10g đậu phộng cho công thức này. Không những tốt cho xương khớp, chứng viêm, đau nhức mà đậu phộng còn rất hữu ích đối với những ai đang mắc các căn bệnh như là tim mạch, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, sỏi mật, ung thư, lo âu, trầm cảm, đãng trí, máu nhiễm mỡ, bệnh Alzheimer. Nếu bạn đang là một trong những đối tượng trên, hãy bổ sung đậu phộng vào chế độ dinh dưỡng của mình nhé. Tiếp theo các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm táo đỏ. Táo đỏ là một loại quả chứa đầy canxi và phốt pho, giúp củng cố xương và các vấn đề liên quan đến xương khớp, làm cho xương thêm chắc khỏe, cải thiện sức khỏe tổng thể của xương. Vì vậy, bạn không nên quá lo lắng khi xương của bạn không đủ khỏe hoặc có nguy cơ loãng xương khi về già nhé. Bạn sẽ cần 5 quả táo đỏ cho công thức này. Bạn hãy cắt nhỏ phần táo đỏ này ra nhé và loại bỏ phần hạt của nó. Không những vậy, táo đỏ còn rất có lợi cho tim mạch, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, giảm cân, cải thiện tiêu hóa, kháng khuẩn, chống viêm, tốt cho da, móng, ngăn ngừa lão hóa. Và đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé.
Tiếp theo các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm 600ml nước. Đầu tiên các bạn hãy rửa sạch phần đậu đen và đậu phộng. Cho toàn bộ phần nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi. Sau đó thêm vào là nước. Bật bếp ở chế độ nhiệt lớn. Khi nước bắt đầu sôi thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống và đun liu riu trong khoảng thời gian 45 phút. Trong lúc chờ đợi phần hỗn hợp này được thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu tiếp theo nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm đường phèn, đường mía, đường hoa mai hay là đường vàng, đường thốt nốt đều được. Đường phèn rất giàu vitamin và khoáng chất, axit amin thiết yếu. Một loại vitamin quan trọng đó chính là vitamin B12 cũng được tìm thấy trong loại đường này, giúp cải thiện tiêu hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bạn sẽ cần 40g đường phèn cho công thức này. Và đây là toàn bộ phần đường mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Sau khi các bạn đã đun xong phần hỗn hợp như thế này, các bạn sẽ cho toàn bộ phần đường vào và đun tan nhé. Bạn hãy để hỗn hợp nguội một chút, sau đó thì cho toàn bộ vào máy xay, bật máy và xay thật nhuyễn. Bạn sẽ mất từ 1 đến 2 phút để có được một hỗn hợp thật nhuyễn tùy vào công suất của máy. Bạn có thể để lại một chút đậu đen và vừng để ăn kèm với món ăn này, sẽ rất là ngon đấy. Mình tin rằng thức uống này sẽ làm cho bạn cực kỳ thích thú, rất ngon, rất dễ uống và cực kỳ dễ thực hiện. Mình hy vọng những video mình chia sẻ tới bạn sẽ là nguồn động viên tới bạn để giúp bạn phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngăn ngừa sẽ tốt hơn là chữa trị khi bệnh trở nặng, đúng không các bạn? Thức uống này không những tốt cho xương khớp mà nó còn rất hữu ích đối với những ai đang mắc các chứng bệnh như tuyến giáp, thiếu máu não, mất ngủ, đau đầu, đau nửa đầu, suy giảm trí nhớ, ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch. Sau khi các bạn đã xay xong như thế này, hãy cho vào một ly thủy tinh và thêm vào đó là một chút đậu đen. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Bạn sử dụng toàn bộ hỗn hợp như thế này, nó cung cấp cho bạn đầy đủ năng lượng để bạn có thể coi nó là một bữa sáng rất đơn giản, bữa trưa hay bữa tối hoặc bữa ăn phụ. Bạn sử dụng liên tục trong 7 ngày, sau đó bạn nên duy trì mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi để đạt được hiệu quả nhé. Tuy nhiên để chấm dứt nhanh chóng và hoàn toàn chứng đau nhức xương khớp, bạn hãy cùng mình thiết kế một cuộc sống thật lành mạnh cho chính mình và cả gia đình. Bước thứ nhất, thực hiện 9 ngày thanh lọc gan kết hợp với thức uống trị đau lưng từ hành tây. Link mình sẽ để ở phần mô tả của video này. Bước thứ hai, ăn chay healthy với 80% là rau củ quả tươi sống và 20% là thực phẩm nấu chín. Bước thứ ba, uống đủ nước mỗi ngày. Bước thứ tư, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày ít nhất 30 phút và 4 lần mỗi tuần. Bước thứ 5, loại bỏ đồ cay, nóng, đồ mặn, đồ chiên, rán nhiều dầu mỡ, đạm động vật. Bước thứ 6, loại bỏ đồ uống có ga và có cồn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.